Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Toàn tỉnh Hà Nam có 5 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Chăn nuôi Việt Gáp ở Thái Bình hạn chế rủi ro dịch bệnh. Khó khăn hạn chế rác thải nhựa ở Hải Dương. Hiệu quả mô hình tự quản cộng đồng ở Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy tích tụ ruộng đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển các mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung dồn điền đổi thửa, khắc phục sự manh mún trong sản xuất, đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. Toàn tỉnh đã quy hoạch xây dựng được 151 cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích trên 11.000 ha. Tại nhiều địa phương, chính quyền xã đã tích cực đảm nhận vai trò là đơn vị trọng tài, bảo lãnh cho doanh nghiệp cũng như hộ nông dân thuê ruộng, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp triển khai việc thuê gom, tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất. Đến nay, tỉnh ta đã có hàng trăm tổ chức cá nhân tham gia tích tụ ruộng đất với diện tích đất canh tác khoảng 900 ha. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Tân 350 ha, công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đỉnh Mộc 95 ha, công ty Vineco 140 ha. Riêng nhóm hộ gia đình cá nhân đã tham gia tích tụ khoảng 300 ha để sản xuất lúa tập trung. Nhằm thúc đẩy tập trung ruộng đất, tỉnh chỉ đạo thời gian tới các ngành địa phương tăng cường phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là quy định về các quyền, nghĩa vụ cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp nông dân, tăng cường liên kết giữa các hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất và hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các mô hình liên kết, mời gọi các doanh nghiệp lớn có uy tín đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn. Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đang tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện đề ra, các địa phương đã và đang khai thác, phát huy tối đa thế mạnh về đồng đất, kinh nghiệm thâm canh và năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đến thời điểm này, toàn huyện Ninh Giang có hơn 1.800 hectare sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với bao tiêu sản phẩm, hơn 40 hectare trồng ổi sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hơn 1.600 hectare nuôi thả thủy sản và hàng chục cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại. Các mô hình cánh đồng mẫu lớn, khu nuôi thả thủy sản tập trung, mô hình gia trại, trang trại đều được hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, năng suất và giá trị kinh tế đều cao hơn so với phương thức sản. Khoảng 2 năm trở lại đây, xã Phúc Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, tình trạng nông dân bỏ ruộng xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là ở vụ mùa và ở diện tích đất trũng bạc màu. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp cụ thể, từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên 1 hectare canh tác. Xã Phú Lộc hiện có trên 360 hectare đất sản xuất nông nghiệp, phần lớn là đồng chiêm trũng, một số diện tích sỏi đá, bạc màu, sản xuất kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng ở thời gian qua. Vì vậy, việc chuyển đổi cây trồng trong quá trình canh tác để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả đã được xã quan tâm triển khai. Tại vùng đất màu này, một số hộ đã đầu tư phát triển theo mô hình trang trại gia trại, như trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nếu như mô hình trồng cây ăn quả đang từng bước phát huy hiệu quả, thì việc trồng cỏ voi tại cánh đồng này hầu như không phát triển, thậm chí một số diện tích cỏ đã bị chết, đất để không như thế này do nắng hạn. Gia đình ông Bùi Văn Sĩ, với hơn một mẫu ruộng, đang tính toán để chuyển đổi sang mô hình kinh tế khác để có nguồn thu nhập. Thì bây giờ tôi muốn chuyển đổi cái mục đích sử dụng ở cái đất này là tôi muốn cải tạo lên để nuôi con cá, rồi nuôi con ốc, con ếch, con tôm để kiếm thêm cái thu nhập cho gia đình. Việc chuyển đổi cây trồng ở xã Phú Lộc đã từng bước hạn chế được tình trạng ruộng đất để không. Về lâu dài, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển đổi, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn ưu đãi để giúp nông dân đầu tư vào mô hình.
Có như vậy thì sản xuất nông nghiệp mới bền vững, người nông dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có 26.000 hecta nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống. Toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới trên địa bàn huyện Kinh Môn tập trung chủ yếu ở các xã Long Xuyên, Hiến Thành, Thượng Quận, An Phụ, Thất Hùng, An Sinh. Điển hình thu nhập cao là cây dưa lưới ở xã Long Xuyên. Mỗi vụ trồng chỉ trong khoảng thời gian 75 ngày, một sào cho năng suất từ 7,7 tạ đến 1 tấn quả. Mỗi kg được doanh nghiệp thu mua với giá 33.000 đồng, trừ chi phí còn thu lãi từ 18 đến 25 triệu đồng. Trong mô hình liên kết này, người trồng dưa phải bán sản phẩm cho doanh nghiệp và chỉ được phép để lại không quá 5% sản lượng. Hiện nay đang là vụ thứ ba xã Long Xuyên liên kết với doanh nghiệp trồng dưa trong nhà màng và đang thử nghiệm trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới, dự tính hiệu quả kinh tế cao hơn trồng dưa. Được biết, đầu năm 2019 này, huyện Kinh Môn đã triển khai hỗ trợ 500 mét vuông nhà màng, nhà lưới theo nguồn kinh phí của tỉnh, với mức mỗi mét vuông nhà màng 100.000 đồng và mỗi mét vuông nhà lưới 50.000 đồng. Từ hiệu quả của những mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kinh Môn, nhất là các xã Thất Hùng, Thượng Quận, An Phụ và Minh Hòa, đề nghị hỗ trợ mở rộng thêm 60.000 m2 nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm. Theo báo cáo mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 1 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 5 xã là Liêm Phong, Thanh Bình, Liêm Cần, Liêm Thuận và Thanh Lưu của huyện Thanh Liêm công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, Liêm Cần và Thanh Lưu là hai xã mới nhất vừa qua, 30 ngày trên địa bàn không phát sinh lợn bệnh và công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên hiện nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang phát sinh gây thiệt hại về kinh tế ở nhiều hộ chăn nuôi ở các địa phương trong tỉnh. Riêng trong ngày 30 tháng 7, đã phát sinh thêm 30 hộ chăn nuôi lợn, trong đó có 19 hộ mới, 11 hộ cũ, ở 21 xã phường thị trấn của 4 huyện thành phố. Tổng số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy là 220 con. Lũy kế đến hết ngày 31 tháng 7, tổng số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi của toàn tỉnh đã phải tiêu hủy là trên 113.500 con lợn của 8.192 hộ tại 610 thôn thuộc 111 xã phường thị trấn của 6 huyện thành phố. Cuối tháng 6, đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất hiện ổ dịch cúm AH5N6 tại xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy và xã Bình Minh, huyện Kiến Sương. Từ thực tế này, lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăn nuôi an toàn theo chuỗi. Những rủi ro từ dịch bệnh và sự bấp bênh về giá cả, mô hình chăn nuôi sau tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương sẽ cho thấy điều này. Đã 6 năm nay, trang trại gà Phúc Huy này không xảy ra dịch bệnh. Đó là bởi ở đây thực hiện quy trình chăn nuôi theo hướng Việt Gáp. Từ con giống cho đến thức ăn chăn nuôi, nước uống, vệ sinh thú y đều được quản lý chặt chẽ. Một tháng, trang trại này sử dụng 70 khối nước sạch chỉ để dùng riêng cho gà uống. Chăn nuôi gà thịt theo hướng sạch và an toàn, trang trại này đã không phải lo đầu ra. Một năm bốn lứa, trang trại xuất bán 6 vạn con vào các siêu thị trên địa bàn Hà Nội. Thứ nhất là được ổn định về cái đầu ra là một, ổn định về cả về giá cả và tất cả mọi thứ nó sẽ không bị áp lực trong cái quá trình chăn nuôi, rồi cái quá trình là mình đang chăn nuôi phân bổ theo định kỳ là chuồng là bao nhiêu thời gian một chuồng. Đầu ra ổn định, doanh thu của trang trại một năm 1 tỷ đồng. Hiện trang trại đang tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức lương ổn định 6 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù đã gần 60 tuổi, nhưng ông Đặng Đình Sáu ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong đó có mô hình nuôi cá rô phi đơn tính. Ông Sáu có trên 4 mẫu ao nuôi cá, chủ yếu nuôi cá rô phi. Ông cho biết cá rô phi là loài cá dễ nuôi, ít bị bệnh mà phát triển nhanh. Để cá phát triển khỏe mạnh, ngoài vệ sinh ao cá sạch sẽ, thì mỗi ngày phải cho cá ăn 2 lần vào sáng và chiều. Thức ăn là cám và ngô xay. Cá rô phi bắt đầu nuôi từ tháng 2 đến tháng 8 cho thu hoạch. Bình quân, sản lượng hàng năm đạt trên 20 tấn, với giá bán từ 28 đến 30.000 đồng một kg. Trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp hội dioxin trong tỉnh Nam Định đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cấp,
tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 43 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Theo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 14.729 người tham gia kháng chiến đã được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó số người còn sống đang được hưởng chế độ của nhà nước là 13.520 người. Nạn nhân trực tiếp là 10.821 người, nạn nhân gián tiếp là 2.699 người. Thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Nam Định đã tích cực phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội trong việc rà soát, nắm số bệnh nhân bị thu hồi và điều chỉnh chế độ sau thanh tra nhằm đảm bảo việc hưởng chế độ đúng người, đúng đối tượng theo quy định. Kết quả bước đầu trên địa bàn tỉnh đã có 294 trường hợp bị cắt chế độ nạn nhân chất độc da cam do hưởng không đúng đối tượng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 550 địa chỉ. Trong đó, Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ hỗ trợ 48 địa chỉ, Hội chữ thập đỏ huyện Khoai Châu hỗ trợ 40 địa chỉ, Hội chữ thập đỏ huyện Phan Giang hỗ trợ 35 địa chỉ. Mỗi địa chỉ được hỗ trợ từ 10 đến 20 kg gạo, hoặc từ 200.000 đến 350.000 đồng một tháng. Với những việc làm thiết thực, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã trở thành điểm tựa cho những mảnh đời nghèo khó. Trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục duy trì và phát triển phong trào, thường xuyên khảo sát và nắm chắc các đối tượng để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Dạy bơi miễn phí cho các em ở làng trẻ SOS là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm giúp học sinh có một mùa hè bổ ích, rèn luyện sức khỏe và có thêm kiến thức, kỹ năng sống. 64 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại làng trẻ em SOS được các giáo viên nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản, làm quen với một số kiểu bơi thông dụng và trang bị phòng chống đuối nước, biện pháp sơ cứu khi đuối nước. Nhân dịp khai giảng, nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh đã trao tặng phao và kính bơi cho 10 em học sinh của làng. Việc tổ chức lớp dạy bơi góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, qua đó giảm thiểu tai nạn đáng tiếc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác phổ cập bơi phòng chống đuối nước cho học sinh trong tỉnh Nam Định trong những năm qua vẫn được các ngành chức năng, các địa phương chú trọng triển khai. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 học sinh được dạy bơi, được trang bị kiến thức về cấp cứu phòng ngừa đuối nước. Trong dịp hè năm 2019, việc dạy bơi được các địa phương, các ngành chức năng quan tâm triển khai mạnh mẽ. Là địa phương có truyền thống về bơi lội, vì thế công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em luôn được xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng quan tâm và chú trọng. Trên địa bàn xã đã có 3 bể bơi, trong đó có 2 bể bơi cố định và 1 bể bơi lắp ghép được đặt trong trường học để dạy bơi cho học sinh. Hàng năm cứ vào dịp hè, địa phương lại tổ chức phát động tổ chức các lớp học bơi cho các em học sinh theo độ tuổi. Do làm tốt công tác phổ cập bơi, tỷ lệ trẻ em biết bơi của xã Nghĩa Phú đạt 860 trên 1.300 trẻ. Cái thuận lợi của chúng tôi thì là có cái bể bơi, cho nên là trong cái dịp hè là chúng tôi cũng là mở các lớp bơi, như trong cái tháng hè là từ ngày 22 tháng 5 cho đến nay đã mở được 16 cái lớp bơi. Không những xã Nghĩa Phú mà còn Nghĩa Phong, Nghĩa Nạc, thị trấn Quy Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lâm thì cũng đều lên để tham gia bơi lội trong dịp hè. Có thể thấy, việc đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng bể bơi cũng như chủ động sáng tạo trong việc lắp đặt bể bơi di động là những cách làm hay nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác phổ cập môn bơi cho học sinh. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần tạo điều kiện tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy bơi cho các huấn luyện viên, giáo viên thể chất. Qua đó, thúc đẩy phong trào dạy bơi cho học sinh các trường học. Khi ở trong môi trường tự nhiên, một túi ni lông phải mất từ 200 đến 500 năm mới phân hủy, gây nên hiện tượng ô nhiễm nặng nề và trở thành một vấn nạn bức xúc đối với xã hội. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng vì tính tiện lợi trước mắt mà việc sử dụng túi ni lông vẫn diễn ra phổ biến tại các chợ ở Thái Bình. Chị Thanh Trà, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, ngày nào cũng đi chợ và đựng thực phẩm chủ yếu bằng túi ni lông. Vẫn biết sử dụng nhiều túi ni lông là không tốt cho môi trường và sức khỏe, thế nhưng nó quá tiện lợi trong bối cảnh hiện nay. Hiện nay, túi ni lông xuất hiện ở khắp nơi, từ chợ dân sinh đến các siêu thị. Chúng gánh chức năng chứa đựng hầu hết các thứ, từ đồ vật đến thực phẩm, thức ăn, bởi có giá thành rất rẻ, rất tiện dụng, có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Theo khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây cho thấy,
bình quân mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng 223 túi ni lông trên một tháng, tương đương với 1 kg túi ni lông. Như vậy, ước tính có hàng triệu túi ni lông được sử dụng và thải ra môi trường mỗi ngày. Hưởng ứng cuộc vận động nói không với rác thải nhựa, tại Hải Dương, một số quán ăn vỉa hè cũng từng bước tạo sự thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng của khách hàng trong việc sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần. Tuy nhiên, để giảm thiểu lượng rác thải nhựa như túi ni lông, cốc nhựa, ống hút nhựa từ những hàng quán vỉa hè vẫn còn lan tải. Tại một quán nước vỉa hè trên đường Tuệ Tĩnh, thời điểm chập tối, quán đã tấp nập khách hàng. Chủ quán này chia sẻ, chỉ tính riêng lượng khách mua hàng đi mỗi ngày cũng đã không dưới 200 cốc nhựa, kèm theo là túi ni lông và ống hút nhựa. Để hạn chế phần nào rác thải nhựa, đối với khách hàng uống nước tại quán sẽ dùng cốc thủy tinh và một số loại ống hút thân thiện với môi trường. Đối với hầu hết các quán nước và quán ăn vỉa hè sẽ rất khó khi không sử dụng các sản phẩm từ nhựa hoặc túi ni lông, bởi mọi thứ đều mang tính dã chiến. Chỉ với một chiếc xe máy và tất cả đồ đạc như ghế nhựa, cốc nhựa, ống nhựa, miễn sao cho không cồng kềnh. Vì là quán cóc nên giá bán đều không cao, nên việc chuyển sang dùng những vật liệu thân thiện với môi trường thực sự là việc mà các chủ quán ít tính đến. Bởi đơn giản là ống hút bằng giấy đắt hơn ống nhựa khoảng 10 lần, trong khi giá bán mỗi cốc nước lại rất khó tăng. Cùng với đó, lại chỉ có rất ít khách hàng quan tâm đến việc hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Sử dụng những cái loại cốc bằng nhựa ấy ạ, thì khi mà sử dụng xong thì mình hay thường xả ra thì nó không được gọi là giữ vệ sinh ấy. Nếu mà mọi người có ý thức sử dụng bằng cái chai thủy tinh, cốc thủy tinh thì nó sẽ gọi là tiết kiệm môi trường hơn và nó sẽ sống gọi là sống xanh hơn. Khi khách mang về vẫn phải dùng cốc nhựa và cốc và ống hút nhựa sẽ tăng lượng ô nhiễm môi trường. Bên em đang có khắc phục và sẽ có dùng ống hút tre sẽ tự hủy trong môi trường. Đã có nhiều tổ chức cá nhân phát động phong trào sống xanh, sống thân thiện với môi trường bằng hành động thiết thực như dùng túi giấy, túi vải thay cho túi ni lông hay dùng lá chuối, lá sen thay hộp nhựa, hộp xốp. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người tiêu dùng sẽ quyết định tình trạng hạn chế rác thải nhựa ra môi trường. Chi hội phụ nữ thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thành lập mô hình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện các tiêu chí đó là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình 503 sạch của chi hội được thành lập đầu năm 2018 với sự tham gia của trên 200 hội viên. Để vận động và triển khai hiệu quả 8 tiêu chí, mô hình được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau như tổ chức sinh hoạt định kỳ để chị em giao lưu chia sẻ kiến thức và kỹ năng cuộc sống thông qua tiểu phẩm có nội dung sát thực nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả hơn về nội dung mô hình. Mới thành lập hơn 1 năm nhưng mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Việc quét dọn vệ sinh môi trường khu dân cư được chị em thực hiện định kỳ một lần vào chủ nhật giữa tháng. Từ hũ gạo tình thương, hội viên ủng hộ được 60 kg gạo cho 5 hội viên nghèo. Đầu năm đến nay, không có hội viên sinh con thứ 3 trở lên. Đặc biệt, việc tiết kiệm 10.000 đồng một tháng đã giúp cho 3 hội viên vay vốn tín chấp ngân hàng hỗ trợ 80 triệu đồng. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự tác, nhiều năm qua, các mô hình tự quản ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp cấp ủy đảng chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận tại phường Trung Sơn, thành phố Ninh Bình. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp các ngành của phường Trung Sơn đang triển khai thực hiện 12 mô hình tự quản thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, kinh tế và thực hiện nếp sống văn minh. Các mô hình hoạt động theo hình thức tự nguyện, các gia đình cam kết thực hiện nội dung tự quản và gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giúp nhau giảm nghèo, hoạt động các mô hình thiết thực hiệu quả nền nếp, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động và thu hút được sự tham gia tích cực của người dân.
Từ thực tế hoạt động cho thấy, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư không chỉ tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn tạo được sự đoàn kết thống nhất gắn bó trong nội bộ nhân dân, quyền làm chủ của người dân được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng khu dân cư an toàn, văn hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.